kinh văn như thị pháp môn tiên quá khứ thế hằng xa kiếp trung vi trần như lai thừa thử tâm khai đắc vô thượng đạo việt dịch pháp môn như thế các đức như lai nhiều như số vi trần trong hằng xa kiếp từ quá khứ đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm chứng được đạo vô thượng. Giảng pháp môn như thế, các đức như lai nhiều như số vi trần trong hằng xa kiếp từ quá khứ đều vận dụng mà khai ngộ bản tâm chứng được đạo vô thượng. Nương vào pháp môn như thế trong kinh thủ lăng nghiêm mà các đức như lai nhiều như số vi trần trong hằng xa kiếp từ quá khứ được khai ngộ bản tâm chứng được đạo vô thượng khi tu tập theo pháp môn này trong tinh thủ lăng nghiêm tâm được khai ngộ và chứng được đạo quả vô thượng đây là lộ trình người tu tập phải trải qua nay chúng ta cũng muốn nghiên cứu pháp môn này chỉ có cách tu tập pháp môn này một cách viên mãn mới mong thành phật được chẳng dễ dàng thành tựu quả vị phật nếu không thực hành ngay từ bước đầu tiên không riêng gì quả vị phật mà ngay trong thế gian cũng thế người ta cần phải gắng bao công sức để đạt được mảnh bằng thạc sĩ bác sĩ tiến sĩ còn quý vị cần phải trải qua bao nhiêu thời gian công phu tích cực mới thành tựu Phật đạo? Nếu quý vị tuyên bố thành Phật mà không trải qua bước đầu tiên thì chuyện đó khó tưởng tượng còn hơn cả giấc mơ. Ngay cả trong mơ quý vị cũng không thể nói được chuyện kỳ quặc như vậy. Thành Phật không phải là một chuyện đơn giản. Kinh văn. Thức ấm nhược tận các nhữ hiện tiền chư căn hỗ dụng, tổng hỗ dụng chung, năng nhập, bổ tát, kim cương, cản huệ, viên minh, tinh tâm, ư chung, phát hóa. Việt dịch khi thức ấm tiêu dung rồi thì các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay nhau. Từ chỗ hỗ dụng đó, ông có thể nhập vào bậc kim cang, cản huệ, bổ tát, tâm tinh diệu, viên minh, phát hóa trong ấy. Giảng khi thức ấm tiêu dung rồi, khi hành ấm đã tiêu trừ quý vị ở trong phạm vi thức ấm, nếu quý vị thể nhập được vào thức thứ 8, quý vị có thể thấy được mười phương thế giới trong suốt như pha lê, chẳng có gì ngăn ngại được cái nhìn của quý vị. Tuy nhiên, trước khi thức ấm hoàn toàn chuyển thành thức thứ 8, những niệm sinh diệt rất vi tế vẫn còn diễn biến ở trong thức thứ bảy. Một khi những niệm lăn tan vi tế trong thức thứ bảy ấy đã tiêu tán và chỉ còn lại thức thứ tám, quý vị sẽ nhìn thấy vạn vật trong vũ trụ này trong suốt như thủy tinh. Lúc này thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí như chư Phật, trước khi quý vị tiêu trừ sạch thức thứ 7 thì trạng thái này vẫn chưa đạt được, đó là ý nghĩ của việc chấm dứt được thức ấm khi những niệm lăng tăn vi tế của thức thứ bảy đã tiêu tan thì các căn hiện tiền của ông đều được dùng thay nhau các căn hiện tiền có khả năng dung thông với nhau